dâng đời trái ngọt hoa thơm, chung tay vì lợi ích trăm năm. Chung Hồng Cơ Sở Pascal hân hoan đón chào ngày mới. Chung Hồng Cơ Sở Pascal đang trên đường thẳng tới tương lai. Đất nước gọi ta sẵn sàng là những công dân toàn cầu. Mỗi ngày đến trường một ngày vui, ngôi trường Pascal nhà ta đó tràn hòa trong yêu thương, tình thầy trò thân thiết, bạn bè như anh em, chúng ta chung đại gia đình Pascal. Trung học cơ sở mãi trường mến yêu Pascal, ươm mầm trí tuệ lan tỏa trí thức Pascal, nơi tặng cho đời lớn người nhân cách, sáng như cây tre xanh giữa quê hương Đông Anh, với niềm tin tỏa sáng những công dân toàn cầu. Ngày đến trường một ngày vui, ngôi trường Pascal nhà ta đó tràn hòa trong yêu thương, tình thầy trò thân thiết, bạn bè như anh em, chúng ta chung đại gia đình Pascal. Trung học cơ sở mãi trường mến yêu Pascal, ươm mầm trí tuệ lan tỏa cho đời lớn người nhân cách, sáng như cây tre xanh giữa quê hương Đông Anh, với niềm tin tỏa sáng những công dân toàn cầu. Pascal, trung học cơ sở mãi trường mến yêu Pascal, ươm mầm trí tuệ lan tỏa.